Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn coi cái bộ bàn ghế gốc cây của mình được chạm khắc tứ linh long lân quy phụng. Đây là quá trình bắt đầu. Đấy, từ gốc cây mình bắt đầu cưa mới phá sơ. Đây là con rùa nha. Gốc cây thì mình thường hay làm tứ linh hay long lân quy phụng. Thì đa số mấy ông thợ thì đục tay thì khác, còn mình thì đục máy. Đa số thì mình đục bằng máy. Đó, mình cưa ra xong rồi bắt đầu mình mới phay sơ, xong rồi mình tiếp tục làm bằng máy nha. Đó, sau khi mình đã đục một thời gian bằng máy thì nó ra được hình hài như thế này. Đó, bây giờ thì mình chuyển qua công đoạn là gọt nhá. Gọt, thời gian này gọt cũng khá là lâu, cũng tầm phải cả tháng. Đây, thợ của em lâu năm bắt đầu gọt. Đó, nói chung là đa số em gọt cũng bằng máy luôn nha, tại vì gốc cây thì làm bằng tay nó lâu lắm, với lại nó không có đủ chiều sâu. Nói chung là làm mấy gốc cây mà làm bằng tay thì nó sắc sảo hơn, nhưng mà có đặc điểm là nó không có chiều sâu. Đó, sau khi gọt xong thì nó sẽ được như thế này. Đó, gọt xong nó sẽ như thế này, cực kỳ hấp dẫn nha. Tác phẩm này làm bằng gỗ cây giấy ngựa, nó giống như là cây gỗ xà cừ á. Cây xà cừ thì ở đâu chả có. Đó, mình thì gốc cây thì đầy mà không có ai tận dụng, mà cũng không có ai là biết sử dụng cái gốc cây nó như thế nào, cũng không phải là ở đâu cũng có thợ làm như thế này. Bàn của em bây giờ đây là cái này đường kính phải rơi vào bao nhiêu, cái này làm bàn dài, cái này đường kính hôm bữa đấy hình như là 1m3, dài 2m mấy. Đó, con lân à. Chung một năm bên cơ sở tụi em là làm phải mười mấy cái bàn gốc cây như thế này. Đó, bắt đầu đây, quá trình này là em đã bắt đầu sơn PU rồi. Cái này thực ra thì em làm hai cái cấn này nó hơi dài một xíu, hai cấn con chim phượng này, để nó nâng cái mặt bàn dài 10 phân bằng gỗ, chứ không phải là em làm đơ đâu nha. Cái mặt bàn nó dài tới 10 phân nên thành ra em làm phải cứng cáp một tí, cái yêu cầu của khách hàng nó chấp nhận. Đó, sau khi đã sơn PU lên thì đó, cái này em làm em để màu gỗ luôn nha, em không có cho pha màu gì hết. Đó, cực kỳ đẹp, không chê vào đâu được. Nói chung là tiền nào. Tới đây video của em cũng kết thúc nha. Cảm ơn các bác đã xem nha.